Dạ Hằng xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha. Dạ thì sáng hôm nay Hằng đi chợ, Hằng mua được nửa con vịt ngon lắm nè quý bà cô chú. Nửa con vịt với một bộ đồ lòng nha quý bà cô chú. Bây giờ Hằng sẽ rửa nha. Vịt đó thì mình sẽ rửa với gừng với chanh nha, với muối nữa, tại vì nó chắc là hôi, cái nhà mình phải rửa thiệt là kỹ mới được. Phía bên đây thì là bắp cải trắng nè, Hằng đã mua một ít hàng sắt ra rồi, rau răm, rau thơm với hành. Hôm nay thì mình sẽ nấu cháo cho cả nhà ăn nha. Tại vì hành đi đợi uống một cô chú nên không có đi xuống nước được, cả nhà cũng thông cảm cho hành nha. Cái bắp cải thì hành cũng đã sắt rồi đó. Chút xíu đợi em caramel ảnh vô rồi cái ảnh hái thêm cái bắp chuối nữa, giờ mình để chung vô để mình làm giỏi nha. Cái này hành rửa rồi, hành để một bên nha quý một cô chú. Mình rửa muối xong cái quay qua mình chà gừng với mình chà chanh. Để mình coi coi còn lông măng không, mình phải nhổ lông măng nha. Vịt này thì lông măng nó rất là nhiều luôn á mọi người. Hôm nay thì trời nắng hơn mọi bữa rồi. Hôm qua thì ông trời ổng u ám, ông chỉ mưa quá trời luôn như quý một cô chú. Mình phải lấy cái phần ở trong này ra nè, để không nó bị hôi á cả nhà. Vịt ngon quá à, mỡ không luôn á một cô chú. Sữa à, sữa đừng có quậy này sữa ơi. Mình lấy cái phổi ở trong đây ra nha cả nhà, để không thôi nó bị hôi lắm luôn đó quý một cô chú ơi. Rửa gụ là hay nhất luôn. Đây là quý một cô chú. Trời ơi, mỡ không luôn, nửa vịt thấy ngon ghê luôn không cả nhà. Đây, thịt không luôn. Bây giờ Hằng sẽ cắt gừng. Hằng cắt gừng là Hằng chà con vịt nha. Mình còn miếng để lại chút xíu mình làm nước mắm gừng nữa cả nhà. Mình ăn cháo vịt là phải nước mắm gừng nó mới đúng bài nha quý một cô chú. Nắng quá cả nhà, mình quay vô đây mình làm nha. Với lại nó cũng hơi bị tối, nó nhận thông cảm cho Hằng nha. Nó hơi bị ngược chiều á, tại vì Hằng đặt máy á nên nó hơi bị tối, quý bà cô chú cũng thông cảm cho Hằng. Đây, gừng mình sắc như thế này nè, cái mình chà. Mình chà ăn vịt cả nhà. Chà cho nó bán cái mùi tanh á. Mình mua cái gừng già nha, cái gừng già thì mình chà nó sẽ hay hơn là cái gừng non. Cái gừng non nó không có thơm bằng cái gừng già. Mình chà gần xong rồi quay qua tí xíu mình sẽ chà chanh nha. Rồi để gần vô cái nó thơm ghê luôn. Dột tay mọi người ơi. Đây mình đẩy đẩy mình chà nhé. Rồi bây giờ Hằng sẽ sắc nửa trái chanh Hằng chà con vịt luôn nha. Sữa lì nha, sữa lì là nến sữa đó. Đây, nửa trái chanh mình chà như thế này là mình massage. Mình chà cũng nhẹ tay thôi chứ đừng có mà nhặn mạnh quá. Nếu mà nhặn mạnh quá nó sẽ bị đắng đó quý một cô chú. Con vịt này mình làm mình phải kỹ hơn con gà. Con gà gì chết nó không có tanh. Con vịt thì nó dễ tanh lắm. Nó hơi lông măng, nó lông măng nó nhiều á mọi người. Rồi mình rửa cái phần vịt xong rồi nè. Bây giờ quay qua mình sẽ tự nhiên con sữa nó sữa à. Quay qua mình sẽ sửa bộ đồ lòng nha. Rửa bộ đồ lòng nha. Mình cũng chà chanh luôn nha. Sữa. Tự nhiên cái con sữa vậy. Cái bộ đồ lòng này mình cũng phải rửa kỹ á. Mình lấy cái dao mình cạo cái phần này nè.
Để thôi nó nhớt là nó tanh khó ăn lắm mọi người ơi. Nói chung là mình ăn vịt phải thiệt là kỹ mới được. Đây, cái vàng vàng như thế này là mình phải cạo nha. Mình phải cạo cho nó trắng luôn mới được nha. Nghe không? Khó cạo quá mọi người. Chắc là tại cái dao nó lục nên hàng hơi khó cạo một tí xíu. Được rồi, cuối cùng cũng được rồi, mình chịu lại. Dạ quý một cô chú ơi, thì cuối cùng bên Caramel cũng đem cái bắp chuối vô nè. Là cái cây chuối này nó bị gãy đó Caramel. Mình chặt luôn. Đây. Bây giờ Hằng sẽ bỏ cái lớp ngoài để mình bào nha cả nhà. Hồi nãy thì mình bào cái trắng rồi, bây giờ tới mình bào chuối nha. Thì dịch dịch Hằng cũng đã rửa xong rồi, chắc là hôm phút luôn, hết hơi luôn đó mọi người. Để bên đây nha. Bây giờ mình bào bắp chuối thôi. Bắp chuối này mình nó xả nước. Quay vô đây đi cho nó mén lại, ngoài đó nó nắng quá. Mình lột. Cái bắp chuối này cũng vừa hai anh em mình ăn à. Không quá nhỏ cũng không quá bự. Rồi bây giờ Hằng sẽ bào nha. Mình còn miếng chanh hồi nãy nè, còn nửa miếng chanh mình nặn vô cho nó đừng có bị đen nữa một chút. Mình dùng cây dao hai lưỡi để mình bào hẳn luôn. Nhờ cây dao của mình nó bén đó, nó cũng dễ bào đó nha. Mình bào xong cái mình đi rang gạo. Cái bếp thì mình sẽ bắt nước để cho nó sôi, mình thả dịch vô. Hồi đó thì mình không biết, mình toàn là sắc bắp chuối không à. Bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình lấy cái dao bào rồi nè. Mình bào nó nhìn nó ngon mà nó đẹp mắt. Bây giờ bào nó bén là bào nó im lắm, nó nhanh lắm. Bây giờ Hằng sẽ bắt nồi nước nha quý bà cô chú. Chùm củi thôi. Nhóm lửa thôi chứ. Mình bắt nồi nước xong mình đi vô chỗ mình rang gạo nha cả nhà, để cho nó lên lửa cái.
sủi này á, nó mang nó dễ cháy lắm cả nhà, nhúng cũng khỏe lắm luôn á, nhất là củi tre nè, củi tre mà mình cay nắng mình nhúng nè nhanh lắm luôn, phải ghê luôn. Cô nhai cái gì vậy? Sữa ơi, sữa rồi lên lửa rồi, bây giờ Hằng sẽ đi vô chẩm Hằng gan gạo luôn quý phục cô chú, tại mình nấu cháo mình chịu khó mình gan gạo nó sẽ thơm nó ngon hơn đó.